Đến 16 giờ 30 phút chiều ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng mới di dời xong chiếc xe tải bị lật chắn ngang đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc làm nam tài xế tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 23 tháng 10, nam tài xế điều khiển xe tải biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Trường Chinh hướng từ cầu Tham Lương đi ngã Tư An Sương, trên cabin còn có hai phụ xe. Khi còn cách ngã tư An Sương khoảng 100m thì tài xế bất ngờ lên cơn co giật, mất kiểm soát rồi tông vào giải phân cách, chiếc xe tải bị lật nhào, chắn hết một làn ô tô đường Trường Chinh. Ngay lập tức, hai phụ xe và người dân hỗ trợ kéo tài xế ra ngoài rồi đưa đi bệnh viện, nhưng anh này đã tử vong trước khi tới nơi. Những tin báo công an quận 12 đã đến xử lý hiện trường.